few inches later. Ok, hello, chào mọi người. Hello mọi người. Và chào mọi người đến với channel của mình. Mình là Devil GA. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi con game Paranoid Syndrome ở phần tiếp theo. Tập trước thì mình đã mở được cái cổng vào trong cái nhà máy và vô tình đã gặp được cái bà Satomi gì đó, không nhớ tên nữa. Mặc dù qua mình mới quay qua hôm kia đó mình chả nhớ nữa. Với lại mình đã gặp một cái ông bác ở ông cụ ở trong một cái chùa kế bên. Sau khi mình đã không phải sao, nói chung là ngược lại đúng, mình đã gặp một cái ông cụ, ông kêu mình đi vô cái nhà máy để tìm cái danh tính thực sự của cái con Kune đó. Và đã vô mình đấy, khi mình vô trọng đã vô tình gặp được cái bà Satomi đó. Và sau khi mình quay lại nói với ông cụ thì ông cụ đã cảnh báo với mình là hãy cẩn thận với bà ta. Mặc dù mình không biết nó ý nghĩa gì nhưng mà nghe có vẻ khá rùng rợn, nhưng mình đã nổi da gà trước khi game đã bắt đầu. Nổi da gà hay lắm. Đợi không cho tôi nổi da gà đúng lúc tí nào cả. Ok rồi, ok mình sẽ bắt đầu game. Đây, đây là ông cụ. Ông ta hôm nãy là cảnh báo mình như này nè. Be careful with that fellow. Cẩn thận với bà ta. Thì biết là cái nghĩa khi khô gì. Mình cần phải giữ tay. Đi đi. Đi ra qua đây xem. Chả biết mình đi làm gì nữa. Seconds later. Đây làm gì ta? Đây ta. Nani? Thấy chưa? Mình trước mình đã biết nó nằm ở đây rồi. Mình đã có dự cảm không lành. Nhưng mà không ngờ là run bitch run. No, em không có nhu cầu. No, không. Em không có cần. Em không có cần ôm ấp. Em không cần ôm ấp. No. Em không cần sự ôm ấp của anh. Em không cần sự ôm ấp của anh. Anh đi ra đi. Em không biết anh là ai cả. Anh đi ra đi. Anh là ai tôi biết anh. Anh đi ra đi. Ủa sao nó bấm được? Kỳ ta. Kỳ lạ nha, nó để cái đó đó mình không bấm được, mình phải bấm đúng. Kỳ ta. Ủa kỳ vậy, mình nó ngay cái cục đó ngay trước mắt mà đáng ra mình có thể bấm được mà tại sao mình lại không bấm được, what the hell? Kỳ lạ. Ok, solo bị thế nè. Nhưng mình nhớ trong căn nhà công cụ như có một cái tivi đó có thể làm nội dung một công cụ để chống lại con quái vật đó, nhưng có thể mình nên suy nghĩ tới điều đó. Có vẻ như cái đó nó coi như nó bị lỗi hay gì đó, có lẽ vậy. Là mày ô cực hết. Là mày come here bé, come here come to here, come here girl. I dare to smack my ass, boy. Đi ăn. Em tuổi. Sếp. Sau khi chúng ta đã làm một cái pha offlay thì phải sếp. Đây là Hinba, bạn có đọc không? Ok. Trong chapter 2 có một số thứ có một số cái điểm nó sẽ không chỉ là nơi để mà làm mất dấu cái kẻ săn bắt mà còn là nơi bạn có
có thể gọi là trốn, nói chung là tìm được, tìm một cái thông đạo để mà trốn qua chỗ khác. Ok, xếp, xếp liên tục. Giờ nên làm gì nữa đây? Sau khi mà gặp anh ấy để solo rồi. Again, girl, chúng ta đã gặp lại nhau, cô gái. Từ cô gái mình thêm vô. Mà cô, is it alright for you to just wander around like this? You'll be found by that monster. Liệu có ổn không đối với cô khi mà cứ đi lòng vòng, cứ đi lòng vòng như thế này, cô sẽ bị tìm thấy bởi con quái vật đó. What is it? Making that kind of face. Is there something on my face? Old lady, is there something you're hiding? Bà cô, có chuyện gì đó bà đang giấu à? Đối diếm à? Why this all of a sudden? Tại sao lại hỏi đồng hồ như thế? No, there was just something I was concerned about. Không, có điều đó khiến tôi bận tâm về tâm tới concerns, quan tâm. What would concern you? Điều gì đã làm cô quan tâm? I don't like where this is going. Không. It was it from the back that you disappear like that right in front of me, and you say that you have a concern about me. Oh, đó là kể từ lần trước à, cô xuất hiện như thế đấy, ngay trước mặt tôi, và cô nói rằng cô có một mối quan tâm về tôi, cô đang có một mối lo ngại về tôi. Please calm down. Làm ơn hãy bình tĩnh lại. You were like that from when we first met, having your gaze at me from the beginning. Cô đã như thế kể từ lúc chúng ta gặp lần đầu. Cô, cái cách nhìn của cô về phía tôi, gọi là tôi là luôn nghi ngờ tôi ngay từ lúc đầu. Bà cô. Cô là ai? Cô. Tại sao tôi là người nhất ở trong cái thị trấn này? Tại sao cô lại xuất hiện trước mặt tôi một vài lần vậy? Hả? Tại sao? Tell me girl, tell me. Cô có lẽ có khả năng có thể nhìn xuyên thấu tôi, có thể xuyên thấu được tâm hồn tôi để đưa tôi về với đấng Chúa Trời. Jesus, please take me with you.
không phải như vậy. Làm ơn, hãy tin tôi. Đừng mà, Yamete. Có vẻ it seems like I have a misunderstanding. Có vẻ như tôi đã có một sự hiểu lầm nhỏ nhỏ. Sorry about that. I lost my cool. Oh, xin lỗi về chuyện đó. Tôi đã mất sự ngầu lò của mình. I couldn't đứng hình 5 giây. That's... không có... Even so, it's too late, isn't it? About me. You'll see me as crazy from now on, right? Kể cả vậy, giờ đã quá muộn rồi, phải không? Về tôi, con sẽ nhìn thấy tôi như một con điên kể từ bây giờ, phải không nào? Alright, I'll tell you. You see, I know the true identity of that monster. Được rồi, tôi sẽ kể cho cô. Cô thấy đấy, tôi biết về danh tính thật sự của con quái vật đó. Eh? Nani desu ka? Moving around like that, you don't know if it is partly something known in an urban legend, but it's not that. Di chuyển như thế đó, tôi cũng không biết là có một cái thứ gì đó được biết như là một cái truyền thuyết thành thị, nhưng không phải như vậy. At very least, I know what is it, the true idea of that monster. Nhưng ít nhất tôi biết đó là cái gì, cái danh tính sẽ của con quái vật đó. What do you mean? What do you mean? What the heck? Ý bà là sao? Có chuyện gì vậy? Cái đó gì sẽ ra? You're really on right, are you? Really, since you aren't good at figuring things out. Cô có vẻ như không được thông minh lắm phải không? Thật sự, kể cả khi cô không giỏi về việc phán đoán mọi thứ. Since you're an idiot, worthless, aren't you, Grumble? What was that? Cái chuyện gì vậy? Cái như mà nói mình bị nó như một người nói nhưng mà chỉ mình là một con ngốc vậy. What the fuck, man? Chút xíu nha. Tại vì mấy mình nó đang gặp cái vấn đề gì đó. Mấy màn hình thì chắc ổn đúng không? Mình cho nó đậm đậm xíu. Ok ghê ghê. Để mình chỉnh lại ta. Rồi chờ tôi xíu. Before chỉnh đây sẽ là contract một xíu. Ok. What was that? Cậu ơi, Himuro-san, how are you? You look at this, you definitely mean very slow. Himuro-san, tự nhiên nếu như mình bản thân bạn có thể thấy đấy, anh ấy có vẻ như đang rất là chậm, như là đang rất là khá là đi, khá là trễ. Thì tôi nghe chị nói câu đó tôi thấy cảm giác hơi lo quá. Gặp cậu trước rồi tính. Cậu ơi, ông ơi, cho con hỏi không ơi. Ông ơi, hỏi. Mẹ. Person waiting for agreement for you. Một người đang đợi chờ cô. Ông đưa cái gợi ý gì vậy? Hey.
Hello, Moshoshi. Mitoko desu ka? Đây có phải là Mikoto-kun không? Himuro-san! Tôi đã khá là lo lắng. Chúng tôi đã gọi một vài lần nhưng mà tôi vẫn không thể nào gọi nhận được. Vì nó một cuộc điện nhấc máy. Xin lỗi. Không, tôi nên là người phải xin lỗi. Tôi là người đã nói là sẽ tới đó. Tôi thật là xin lỗi. I'm truly sorry. No, it's alright. Không có gì cả. However much we run the card forward, we will turn the same play. Tuy nhiên, chúng tôi chạy về phía trước bằng chiếc xe tôi càng chạy về phía trước, chúng tôi đều trở lại cái nơi tương tự, nơi xuất phát. Giống mình cái lúc đầu luôn. Tôi không còn lý do gì để nghi ngờ đây không. Đây là một hiện tượng siêu nhiên. Mikoto-chan, are you alright? Please be gone. Mikoto-chan, cô ổn chứ? Hãy làm ơn hãy trả lời. Kaga-san. Ê, đưa máy cho tôi, Tsuyoshi. Đây không phải là thời gian cho chuyện đó. Nếu có không Mikoto-kun? Một người tôi biết khá là hiểu biết về cái mảng này vừa mới tới ở cái đồng cảnh sát để điều tra về cái sự kiện bất thường về tối hôm qua. Cái kế hoạch đã bị thay đổi một chút nhưng về thời gian thì vẫn khá là chuẩn. Để sẽ nói chuyện với cô ngay bây giờ. Cũng nói chuyện. Tôi nói với cô về cái tình hình của cô bị trước mắt. Hãy trả lời những gì cô được hỏi. Ok. Để sẽ tới ngay bây giờ. Yes. Cô là Himeno Mikoto-kun. Đúng rồi. Tôi là Kirisaki Shota. Tôi chỉ trách nhiệm về những cái câu chuyện hư cấu. Rất hân hạnh. Ok, ngay bây giờ. Cô đang kẹt ở trong một cái tình huống. Một số bài tình huống ngay lúc này. Có vẻ như nó khá là tệ. Nhưng chúng ta phải làm một cái gì đó. Tôi có một vài câu hỏi cho cô. Nhưng tôi sẽ để lại cho lần sau. Tôi sẽ đợi tới khi nào cô trở lại an toàn. Vâng. Tôi đã nghe từ Himuro-san về cái tình hình trước mắt. Tôi sẽ hỏi ngay lập tức. Cô có biết gì về được Kune-kune? Về con Kune-kune? Kune-kune? Nani desu ka? It is time for stories. Có lẽ nên cách nghĩ tốt nhất là nó là một dạng như yokai. Yokai là một dạng như hồn, linh hồn ma trong... Các bạn có coi mấy cái bộ phim anime của Nhật thì sẽ biết cái đó là. Từ những gì tôi đã biết, có lẽ như nó là chịu trách nhiệm cho cái sự kiện lần này. Được gọi là Kune-kune. Được biết từ năm 1203. Nhưng tôi, Himuro và những chuyên gia khác trên cái mảng trường kỳ bất thường này đã biết nó khá là lâu về nó. Nhưng lúc đầu mọi người đều tưởng nó chỉ là một cái lời đồn thổi hoặc một cái gì đó tin đồn do các hiện tượng tự nhiên gây ra. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Vào năm 1978, ở một cái ngôi làng, khoảng 20 người đã biến mất. Hoặc có lẽ bị điên một trên diện rộng. Cái thị trấn đó đã biến mất hoàn toàn. Mày thấy không? Nó da gà hết rồi. Nó da gà. Mày
theo như cách theo như nhân chứng, về việc những người mà đã trở nên điên loạn nói rằng nó là được miêu tả như là một cái thứ gì đó màu trắng giống như hình dáng con người. Đó là tất cả, đó là thông tin mà tôi có liên quan tới con Kune Kune. Con Kune Kune này nghe có vẻ khá là giống như gì mà cô đã kể cho tôi. Có lẽ như tôi có thể nói là đây không phải là một cái đây không phải là một cái sự, tôi có thể nói là đây là không còn nghi ngờ gì nữa. There's no more, it's no mistake, có nghĩa là không còn không có gọi là cái sự khác biệt gì cả, nên là không có gì khác, không có sự khác nhau. Có chỉ một cách duy nhất để chống lại con Kune là không được tới gần nó, đừng nghĩ về nó đi. Trước khi cô diễn ra, nó đã quá muộn. Nhưng tôi không thể ra khỏi đây. Hiện đó, cô đang giờ đã bị bắt ở trong một cái nhiều sự kiện, như là nhiều tầng lớp hay gì á. Không, có lẽ như là cái thứ gọi là Kune Kune, được gọi là Kune Kune. À, Himdokun, tôi sẽ đưa chuyện máy lại cho Himuro-san ngay bây giờ. À, có vẻ như tôi đã hiểu rồi. À, cô ổn chứ? À, Himuro-san, Mikoto-kun, chúng tôi đã trải nghiệm qua nhiều sự khó khăn khác nhau. Chúng tôi đã gần với tử thần một vài lần rồi. Cô không phải là người duy nhất phải trải qua những cái chuyện đáng sợ như thế này, nên có lo lắng về mọi thứ. Từ đây, chúng tôi sẽ tới để cứu cô. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để vượt qua. Chúng ta sẽ làm mọi thứ để vượt qua cái sự kiện này. Cho đến khi đó, đừng có tạch, đừng có bay màu như cái búng tay của Thanos. Vâng. Đó là như thế đó, chúng tôi sẽ tới ngay bây giờ, tức tới bây giờ, chúng tôi đang tới đó ngay lúc này. Satoshi, Endo, Soshi, Fujimori, Yota, Takana, Emi, Ando, Masamori, blablabla. Mô mã luôn lời đọc quá. Có gì nào có tên mình như thế này không ta?
Hibino Mikoto, what the hell? Osaka Satomi, bà kia luôn à? Ồ, bà 48 tuổi vậy? What the hell, sao hai mình với bà có tên như đấy ta? Ồ, có vẻ như không được bình thường rồi nha. Hay để linh hồn của họ được nghỉ trong sự bình yên, được nghỉ yên giấc. What the hell? What did I just saw? Tôi nhìn thấy cái gì thế này? 6 hours later. Trời ơi, có tên mình trên sổ luôn kìa trời. Hôm nay mình hôm nay đi rồi mình phải tắt ta. Kèo này mệt quá, trời ơi. Trầm cảm luôn. Ồ, xem mới có một lúc thôi, tới chiều luôn. Hay. Ồ, trời ơi, anh đi uống nước. À, ok, anh đi mua nước, ok. Ok, đi mua nước. Ok, ok. Thôi, em không làm gì hết cả. Rồi thay em. Đền công cụ giúp mình. Đó, bố áo play mà. Trời ơi. Bốc. Hả? Bước dễ thương, tí dễ thương mà. Thôi, nè. Thôi, em không có nhu cầu. Công cụ rồi. Cụ ơi. Ông ơi, giờ cháu làm gì kể từ bây giờ? Mặt trời sẽ xuống thôi. Nếu như điều đó xảy ra, những cái đôi mắt của cô như của những anh chàng của cô sẽ bị lừa. Và cô nên đưa họ tới đây. Đó. Bà người phụ nữ đó. Cô con hãy nên ngăn bà ta lại. Là sao? Ý ông là cái bà cô mặc quần đồ đỏ à? Những cái hành động trong quá khứ rất là tàn nhẫn nên nhưng có lẽ đó là cái gì đó Driving Force là cái nhớ được cái sự điên loạn của bạn người đàn bà đó không phải là bình thường. Bởi vì bà ta đã giết một ai đó trong quá khứ. Quá bà già đó à? Ở phía bên trong cái nhà máy bỏ hoang, con đã vào trong đó chưa? Con đã chưa vào đó à? Phía bên trong cái khu bên trong người ta đã nghĩ con đã nhìn vô trên trong cái giếng đó chưa? Con nên tới đó và xem con đường đã được mở rồi. Đã hiểu. Con nên cẩn thận và đừng bà đó. Ta không biết cô bà ta sẽ làm gì tiếp theo. Nói chung là nếu như có chuyện gì đó khẩn cấp xảy ra, hãy tới ngôi đền này. Ông vừa cho con một cái ý khá là ok đấy, nhưng mà ok mình tính dừng ở ngay phút 20 mấy đó, nhưng mà hôm nay chắc mình sẽ kết thúc cái phần này luôn để nó hơi lâu rồi đó.
bỡ vậy trời. Ú, cửa mở nè. Tôi sẽ bắt bà. Bác cười. What the fuck? Oh, kinh dị quá. Oh, fuck no. Vậy Trang thôi, tôi sẽ... Ôi tôi cũng muốn vô với Trang. Bây giờ nhờ. Ôi thì rồi kệ mình đi kiếm cái giếng. Kiếm giếng, ở đâu? Ở đâu kìa. Có một cái không khí rất là kỳ lạ đang bay ra. Giờ phút của sự thật. Bà đang làm gì? Hử? Bà cô. Lại là cô. Cô đã... Cô đi một quãng đường dài để tới một cái nơi như thế này à? Cô muốn chơi đùa với tôi đến thế ư? Mặt trời sẽ lặn. Bà ở đây. Mặt trời sẽ sớm lặn. Nếu như cứ ở đây, cứ ở đây hoài cái tầm nhìn nó sẽ trở nên tệ hơn và nó sẽ rất là nguy hiểm. Đều giống nhau, tôi bất kể tôi đi đâu đều giống nhau cả. Đây chính là nơi mà tôi cảm thấy yên bình nhất, thấy bình tĩnh nhất. Danh tính sự của con quái vật đó à, tôi chưa nói với cô à, phải không? Nếu như cô muốn biết The Kune Kune, phải không? Đó chỉ là một truyền thuyết đô thị thôi. Ơ, vậy không phải à? Như cô đã thấy, như tôi nghĩ, cô có vẻ như không phải là một cô gái thông minh. Quá là lợi chứ. Cô, cô có thấy cái giếng ở đằng kia không? Có. Yes, yes. Cô đã thấy thứ gì? Nani? Không có gì cả. Bởi vì đó chỉ là một cái giếng sâu thôi, phải không? Liệu có phải như vậy không? À, như cô đã thấy đó, có thứ gì đó vẫn tồn tại ở trong đó, vẫn chưa được phân hủy. Thứ gì đó còn tồn tại, còn ở trong đó. Xương. Ok. Xương người. Ok, vậy bà giết người xong bà thảy xuống giếng. Hay lắm. Good job. Amazing good job em. Amazing good job. Rồi, bắt đầu diễn biến tệ hơn rồi đó. Tôi sẽ kể cho cô nghe kể từ khi cái sự kiện như vậy nó xảy ra. Tôi, như cô thấy đó, thật sự một vài thập kỷ trước, tôi đã giết một ai đó, đã giết một người. Giết một người nào đó. Hơn thế nữa đó chính là con của tôi. Ở đây khoảng thời gian đó, do cái sự mệt mỏi và stress đó, cái gì đó xảy ra trong tâm trí tôi khi mà tôi kịp nhận ra đôi bàn tay của tôi đã làm rồi. Nói chung là trong bất do là bà bị stress vì công việc hay cái gì đó, và có gì đó đã lẫn trong tâm trí của bả, xong rồi cái bả kiểu như là không làm chủ được. Xong rồi khi lúc bả được tâm trí hoàn hồn lại rồi, cái bả chạy ra, bả đã bóp cổ con của bả. Nghe nè. Chết. Tôi còn không có đủ dũng khí để mà đưa đứa trẻ tới bệnh viện. Cái gì tôi nghĩ, tôi ôm đứa con của mình và tới một quãng đường, đi một quãng đường tới đây.
Và rồi, bạn làm gì? Vâng, bảo quan nó xuống dưới, biết ngay. Cảnh sát. Bà không nói gì cảnh sát à? Lúc lúc đầu tôi nghĩ tôi sẽ bị bắt. Nhưng rồi đã không có gì có thể giúp được tôi. Nhưng thời gian cho đi, nhưng thời gian nó cho đi, không có gì xảy ra cả. Cảnh sát thì nghĩ đó chỉ là một cuộc bắt cóc diễn ra từ đầu. Và họ chưa bao giờ nghi ngờ tôi. Nhưng chồng của tôi đã dần dần nghĩ ra sau cái sự kiện đó, mọi thứ đã thay đổi. Và cũng không bao lâu cho tới khi anh ta bỏ tôi. Tóm lại, tôi không trở về với gia đình của tôi sau khi chia cắt anh ta và chọn để ở trong cái thành thị trấn này. Nhưng thứ tôi lo lại là nó. Đôi khi cô thấy đó, tôi nhờ tới cái giếng sâu này, tôi có cảm giác như tôi đang bị gọi. Rồi tôi nhìn xuống dưới đó, nó nhìn lại tôi, không xa lạ gì cả, một người bạn màu trắng. Vâng, anh cune đó, bà già ơi, đó có phải là cune không? Đó, ở chị thông minh đó, chị đại hay đó, đúng không, chính xác. Đội cune chỉ là một cái chuyện đi đô thị, đó là một linh hồn báo thù, linh hồn muốn báo thù á. Kể cả khi nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, hôm nay nó đã ra khỏi cái giếng sâu đó. Cô quay quá, cô đưa nó ra khỏi đó à? Quay quá, tất cả tôi gặp nó ngay giữa cánh đồng á, tôi chưa hề vô đây luôn á. Ế? Cô đưa nó ra khỏi, đưa cái thứ nó ra khỏi cái giếng mà không? Trời héo. Bà cô. Nó như vậy, có thể mọi thứ có thể làm rõ. Tại sao? Đó là lý do tại sao mà chỉ còn mình cô ở trong cái thời gian này. Lý do tại sao mà tôi bị tấn công bởi con quái vật đó. Hiểu. Bà bị điên rồi. Đừng tới. Bà cho qua chạy. Nhưng tôi nghĩ cô có cảm giác tội lỗi không? Cô. Bà cô đã bị điên rồi. Này đợi đấy, tôi sẽ làm cô không ra tất cả mọi thứ. Cô sẽ chấp nhận nó phải không? Thằng heo, bị điên à. Cái này, nghe tôi này. Nghe tôi nói. Vậy cô còn gì để nói nữa? Cô không còn cái gì để nói cả. Đừng có văn vở với chúng tôi. Why are you running? Why are you running? Chạy, má ơi, chạy. Chạy tới chùa. Chùa, ông cụ kêu hãy tới chùa, nó có gì mới chắc xe ra hãy tới chùa. Nó tới kìa, nó tới. You can catch me, bitch. Gửi đi, anh bố bị vậy nhanh lắm. Out lấy đi. Tụng kinh. Đấy là linh hồn. Linh hồn siêu thoát. Có khi mình nghe kinh giống như đọc rap vậy. Giờ đủ rồi, xem. Nói chung ngạc khiến cho chắc mình nếu nó yên bình. Ông cụ,
Ông ơi, có vẻ như cô ta đã giết một đứa con của cô ta trong quá khứ. Khắp Nhật Bản, việc giết con của chính thân là đã bị gì đó lao đầu vào cái gốc rễ của quá khứ. Kể cả khi những đứa trẻ đã được sinh ra với sự như thế thì Phật đó chúng không phải là những ngoại lệ. Kể cả khi chúng cố gắng để tránh bị giết với một người bị lại, hoặc cố gắng để sống lâu nhất có thể, chỉ đó chỉ là những cái số phận đáng tối chờ đợi chúng. Trong một ngôi làng trong quá khứ, có vẻ như không được bình thường khi mà sử dụng con người như thế này như thế kia, và treo họ trên những cánh đồng như của những con muỗi nhìn. Hay có họ nhìn như thế nào và cố gắng chống lại những thứ mà họ đã treo trên con muỗi nhìn, và những thứ đó được lan truyền trong cộng đồng, trong xã hội như là The Kune Kune. Cái linh hồn, cái danh tính thật của những linh hồn báo thù, linh hồn báo thù chính là những gì đó về những cái người nhận, về sự vô tâm đã biến thành những cái linh hồn yokai. Vậy bà cô đó là những gì cô ta nói đó thật sự là không đúng. Ông cụ, trong cái sự kiện này như ông đã thấy, cái ý chí và sự nhân giác của Chúa đã entangled cái gì đó và đã trở nên phức tạp. Nhưng nếu như cô nhìn vào cái đó, cái quá khứ đó gì, cô sẽ thấy lắm. Có vẻ như những người đã chờ đợi, những người đang chờ đợi, đang đợi cô đã tới. Ê, hey, Mikoto-chan, where are you? Cô đâu rồi, Mikoto-chan ơi? Hey, Kaga-san. Ê, con bé đang ở cái chùa kia. Đó là Mikoto-kun. Chúng ta đã tìm thấy cô ấy. Kể cả Mihimuro-san. Coi như là lúc ta nói lời cảm ơn với ta thì cảm ơn vì đã đem thứ đó đi ra khỏi đây, bởi vì đó là vì sự hợp tác, đó là vì mình sao ta, cái việc làm tốt của cô kia vậy. Bây giờ cô cần phải dọn dẹp sạch sẽ, dọn dẹp chúng với sức mạnh của cô, của chính cô. Tôi bây giờ đã quá mệt mỏi rồi. I'm tired. Ông ơi, Mikoto-kun, có ổn chứ? Hiro-san, coi như cô ổn. Cô có vẻ ổn, không phải như vậy. Tôi rất hoảng sợ. Tôi đã rất hoảng sợ. Vâng, cảm ơn, tôi ổn rồi. Xe của tôi đã dừng ở ngay trước cổng của chùa. Nào, hãy cùng nhau đi tới quay vào lại đồn cảnh sát. Chúng ta sẽ, tôi sẽ hỏi về những thứ ngay sau đó. Ok. Đó sẽ nó. Có như vậy. Con đang đi đâu đấy? Không, không phải. Không có gì, tôi đi đây.
Ổng là, có vẻ như ổng là cái linh hồn, với là ổng là một vị cai quản của cái chùa này, cai quản cái thị trấn này đó. Mình nghĩ vậy. Cảm ơn ông ha. Cảm ơn ông về bảo hiểm. Ok, thank you for everything, Uchi-san. Chapter 2, Kune. And Sep. Mệt. Có vẻ như mình sẽ dừng lại đây. Mình sẽ tiếp tục chapter tiếp theo vào bữa hôm sau. Và hẹn gặp mọi người trong tập lần sau nha. Ok. Nếu mọi người thấy thích video này thì hãy like, share và subscribe cho channel của mình. Hãy nhấn chuông để biết thêm, để biết khi nào mình ra video mới. Ok, hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Bye.